Thưa quý vị, như thông tin trước đây chúng tôi đã đề cập, nội dung cử tri phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu phản ánh kiến nghị về hai đoạn đường Tô Hiệu và Nguyễn Như Hạnh. Dự án đã khởi công rất lâu nhưng chậm triển khai, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đi qua đoạn đường Nguyễn Như Hạnh, đoạn km 0+0 đến km 0+200 trong những ngày này thật vất vả. Khoảng 250m mặt đường mà đã có đến hàng chục ổ gà ổ voi như thế này. Người dân cho biết, khi được tin cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh, không chờ vận động nhiều hộ gia đình, tự giác tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ. Nhiều hộ còn cải tạo lại mặt tiền nhà để chờ đón mặt đường thông thoáng. Nhưng đã hơn 3 năm rồi, công trình vẫn dậm chân tại chỗ. Đường xuống cấp, bụi nhiều không làm ăn được gì. Nghe tin mở đường là mừng, nên là đập liền, vô đất cho nhà nước. Nhưng mà từ cái lần đầu tiên tới chữ tính gần 3 năm, nhưng mà không đếm xỉa tới cái đường này hết. Đây là bức xúc lắm, vì rằng nước thì không có cống có lề, chả toàn lon đó. Ví dụ nhà chả, nhà không cống cũng sổ ra đường. Chứ anh thấy đi mà đường ngập nghìn, lên xuống mà té. Không thiệt để trừ cho mở đường trong rộng rẽ, trong đây trong đẹp. Công trình cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Có điểm đầu giao với đường Tôn Đức Thắng, điểm cuối giao với kênh Phú Lộc, có tổng chiều dài 790m. Trong đó, đoạn 1 từ nút giao với đường Tôn Đức Thắng đến trục 1 Tây Bắc có chiều dài 359m đã hoàn thành năm 2018. Riêng đoạn 2 từ trục 1 Tây Bắc đến kênh Phú Lộc có chiều dài 439m, bề rộng mặt cắt ngang là 7,5m đã hoàn thành 38% khối lượng công trình. Đoạn còn lại từ km 0+0 đến km 0+200 chưa thi công do vướng mặt bằng. Phường cũng đã vận động nhiều dân để bàn giao mặt bằng rất là nhiều lần, tuy nhiên cũng không đạt được thỏa thuận và đã đề xuất với lại quận bàn giải phóng mặt bằng để tiếp tục vận động người dân để tiếp tục có sự thỏa thuận để bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian tới. Được biết, tại nhiều buổi tiếp dân và tiếp xúc với cử tri từ quận đến thành phố, người dân đã rất nhiều lần chất vấn, kiến nghị, phản ánh, chờ đợi, nhưng vẫn chưa có sự đồng thuận hai phía từ một số hộ dân và chính quyền, nên chưa biết khi nào dự án mới được triển khai. Là trưởng ban công tác mặt trận khu vực Trung Nghĩa, được tham gia cùng đoàn vận động thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ông Vũ Văn Long kiến nghị. Với cơ quan chức năng, mình cũng thấy rằng nếu như cái chỗ nào đó mà họ đòi hỏi nó không đúng thực tiễn, thì thành phố cũng còn nên cứng rắn một chút, ví dụ như vậy. Đấy là theo tôi có gì đấy. Nhưng còn những cái gì mà người dân họ thiệt thòi quá, thành phố cũng cần phải quan tâm. Người dân thì ở đây là đa phần là người dân nghèo, chứ họ cũng không có gì cả. Tôi nghĩ rằng là hai bên như chủ yếu là bên thành phố, mình phải quan tâm đến người dân thực tế hơn nữa, thì con đường này mới hoàn thành được nhanh chóng. Chứ còn không, cứ như thế này tôi nghĩ rằng khó. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Minh mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn yêu cầu ban quản lý dự án, các phòng ban chuyên môn từ quận đến phường khẩn trương đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục vận động 14 hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng. Đồng thời đề nghị người dân đồng thuận để dự án sớm được triển khai.